cao các bạn. Có hai anh ở sau đỡ tiếp rồi ghế nè. Thì hai chiếc máy kéo cũng phải kéo lúa chung luôn nè. Thì chung một chủ thì cắt một chỗ thì hai máy cũng lần nào cũng phải lên lưới dấp luôn. Này cánh đồng gần nhà mình thì hiện tại bữa nay thì mở đồng luôn các bạn ơi. Đây thì nghe anh chiếc máy kéo đi chung thì cũng đang chạy vô rồi. Hai chiếc máy cắt, hai chiếc máy kéo rồi. Chạy chung các bạn, thì hai chiếc máy kéo cũng phải kéo lúa chung luôn nha. Thì chung một chủ thì cắt một chỗ thì hai máy cũng lần nào cũng phải lên lưới dấp luôn nha. Cắt xong là cái cây lúa thì cắt chạy tới này luôn á, thấy ruộng nhiều quá rồi. Mấy anh cắt lúa xong thì cái cổ lúa sẽ chạy xuống cái đường này các bạn ơi, còn lúc lên thì lên đường đằng kia ha. Rồi cái đường đằng này cỏ nó trơn các bạn, thì đi khổ không thì chạy được. Rồi cái dàn lúa thì hạt đều gan luôn các bạn ơi, chín tới cậy luôn ha. Này giống 5451 các bạn. Hồi nãy hai mẹ máy chạy riêng, giờ gáp qua chạy chung các bạn ơi.
này cánh đồng gần nhà mình thì hiện tại bữa nay thì mở đồng luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ xem cái chiếc máy kéo này chở mấy chục bao lúa thì leo lên cái dốc cao các bạn. Có hai anh ở sau đỡ tiếp rồi rớt rồi. Dốc quá cao các bạn ơi. Nó tụt lúa ha. Rồi thấy mấy anh máy kéo tiếp tục chở lúa vô các bạn ơi. Thì chở lúa vô chặt với lại cái cây lúa thì có một cái dốc lên lộ mới chạy lại tới cây lúa các bạn. Thì mỗi lần chở lúa thì phải chạy lên cái dốc này ha. Khúc lộ nó mới tới chỗ chất lúa. Chỗ cái cây chất lúa ở đây các bạn. Lần trước mình quay thì chất ở dưới ruộng các bạn, lần này thì kéo lên trên đây luôn ha. Ở đây thì sáng mới múc, ở đây có cái bến rất là im luôn rồi. Và có cây mấy trăm lẻ năm nữa các bạn ơi. Thì anh đang di chuyển đi đồng thôi. Cái đường nguyên các bạn ơi.